Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm ơn những gian khổ mà mình đã trải qua. Phải đi qua mưa gió cuộc đời, rồi mới hiểu được những thứ đang có hiện tại là đáng quý nhất. Đến một ngày bạn sẽ mỉm cười vì những gian khổ đã từng trải qua. Không phải vì nó chưa từng tồn tại, mà là bạn đã có đủ dũng khí để đối mặt. Những chuyện đã phát sinh sẽ không thay đổi, mà thay đổi chính là cái tâm của mình. Làm cha mẹ, ai cũng đều hy vọng con cái có đủ dũng khí đối mặt với tương lai mịt mờ phía trước. Để con cái có được sự tự tin kiên cường chính là lễ vật tốt nhất mà cha mẹ có thể lưu lại. Đương nhiên, nhân sinh không ai có thể thuận buồm xuôi gió. Khó khăn ngăn trở có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc con cái gặp phải trở ngại, bạn hãy đem câu chuyện này kể cho con, giúp con có được nghị lực mà vững vàng bước tiếp. Một người đàn ông quyết định từ bỏ cuộc đời của mình. Vì thế, anh ta đi vào trong khu rừng rậm để nói chuyện lần cuối cùng với Đức Phật. Anh hỏi: Đức Phật, Ngài có thể cho con một lý do để con không thể từ bỏ cuộc đời này được không? Câu trả lời của Đức Phật khiến cho anh chấn động. Con hãy nhìn xung quanh một chút. Con có thấy cây dương sỉ và cây trúc kia không? Sau khi ta gieo hạt giống của chúng xuống đất, cho chúng ở trong cùng điều kiện ánh sáng và hơi nước, cây dương sỉ rất nhanh đã đâm chồi nảy lọc, lá xanh rậm rạp che phủ mặt đất. Nhưng hạt giống cây trúc vẫn không có biến đổi gì. Đến năm thứ hai, cây dương sỉ ngày càng rậm rạp, trong khi hạt giống cây trúc vẫn y nguyên như vậy. Đến năm thứ ba, cây trúc bắt đầu nảy mầm, nhưng nó quá bé nhỏ so với cây dương sỉ. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cây trúc đã có thể cao tới 3 mét, hoàn toàn bỏ lại cây dương sỉ ở dưới chân của mình. Sống trên đời, không cần tiếc nuối những chuyện đã trải qua. Việc tốt mang đến hạnh phúc, việc xấu mang lại kinh nghiệm. Mọi chuyện đều là hảo sự. Đức Phật nói: Con trai, thời gian này con đang phải chịu đựng những khó khăn. Trên thực tế, chính là tạo nền tảng để con sau này vượt trội. Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Lúc này chính là cơ hội tốt dành cho con đó. Đức Phật dạy rằng sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi bạn không phát hiện ra rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được, mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bỏng đầu tiên chính là bản thân mình. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất cứ câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói giận quá mất khôn. Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc đó tôi làm tổn thương người ấy, để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân.
suy nghĩ sẽ định hình con người bạn. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân bạn sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp trong cuộc sống thành niềm vui riêng của mình. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là cái ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình, biết được bản thân mình thích cái gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều đó thôi. Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới. Bạn hãy thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi sẽ lấy cái tốt của người khác để làm gương, sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm dơ bẩn. Thậm chí vì đố kỵ, con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Bạn hãy nhân từ với tất cả mọi người, luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già.